Chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái hàm VLOOKUP ở trong Excel. Khi mọi người đã xem video này chắc là mọi người sẽ cần sử dụng đối với cái hàm này. Thì như chúng ta đã biết, hàm VLOOKUP là một cái hàm dùng để cho tìm dữ liệu ở trong Excel. Với cái hàm này thì mình sẽ có cú pháp như sau, là sẽ cần sử dụng 4 đối số. Đầu tiên là cái tên hàm của mình là VLOOKUP, tiếp theo là cái lookup value, đối số thứ hai là table range. Thì đối với cái lookup value này của mình, đấy là cái giá trị cần tìm kiếm. Tiếp theo là cái table range là cái bảng cần để do tìm. Thứ cái đối số thứ ba là column index number, là cái số thứ tự cột mà mình cần lấy giá trị. Và cái cuối cùng của mình là cái đối số range lookup, tức là mình cần trả về cái giá trị theo tìm kiếm tuyệt đối hay là tương đối. Thì đối với giá trị này là tùy chọn. Thì để vận dụng cái bài này, cái hàm này, thì mình sẽ vào một cái ví dụ ở trong cái bảng thanh toán lương tháng 10 năm 2022. Thì ở đây mình đang có một cái bảng bao gồm mã nhân viên, họ tên, chức vụ, và cái bài toán này của mình yêu cầu cần điền vào cái phụ cấp ở đây. Và cách điền của mình sẽ có một cái bảng phụ ở bên này, tương ứng với từng chức vụ thì nó sẽ có phụ cấp. Mặc dù là cái bảng này dữ liệu rất là nhiều, nhưng mà bởi vì cái hàm mà trong cái bài toán hôm nay mình cần tìm hiểu đó là VLOOKUP, thì mình chỉ cần giới thiệu đối với cái phần phụ cấp này thôi. Đối với phần phụ cấp này thì tương ứng với chức vụ giám đốc của mình sẽ trả về kết quả là 500, hay là phó giám đốc là mình sẽ trả về kết quả là 400. PPPP và NV thì mình sẽ có cái phụ cấp tương ứng như thế này. Thì bây giờ mình sẽ vận dụng cái hàm VLOOKUP vào trong này. Thì đầu tiên mọi người sẽ gõ cho mình là bằng cái tên hàm. Ở đây mình sử dụng hàm VLOOKUP thì mình sẽ gõ tên hàm là VLOOKUP. Tiếp theo, cái đối số tiếp theo là lookup value, là cái giá trị mình cần tìm kiếm. Ở đây mọi người sẽ thấy được là cái chức vụ của mình là giám đốc, phó giám đốc, thì nó đang nằm ở cột này. Cho nên cái giá trị cần tìm kiếm của mình là OE4 ở đây, tức là cái vị trí chứa cái giám đốc. Tiếp theo là cái table arrange, là cái bảng cần do tìm. Thì đây mọi người sẽ thấy là cái bảng cần do tìm của mình nó sẽ trải dài từ ô M4 cho đến ô N8. Thì khi mọi người bôi chọn vùng dữ liệu này thì mọi người sẽ nhấn F4 cho mình để cố định cái vùng mà mình cần do tìm ở đây, từ M4 đến N4. Và tiếp theo là cái đối số thứ ba là column index number, tức là cái số thứ tự cột cần lấy. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là cái bảng do tìm của mình là chức vụ là cột đầu tiên, và phụ cấp của mình ở đây là cột thứ hai, thì mọi người sẽ lấy ở vị trí thứ hai. Tiếp theo là sẽ có hai cái range lookup, tức là ở đây mình sẽ giải thích một chút về range lookup này. Khi mà mọi người muốn trả về một cái giá trị tìm kiếm tương đối thì sẽ cần cái điều kiện là cái bảng chức vụ của mình phải sắp xếp theo một cái thứ tự. Thứ hai là về cái tìm kiếm giá trị tuyệt đối, thì ở đây mình sẽ điền cái phần range lookup của mình sẽ là không, tức là khi nào nó do tìm và nó tìm thấy đúng với cái giá trị tìm kiếm này của mình thì nó sẽ trả kết quả. Thì đây mình sẽ cần tìm kiếm chính xác tuyệt đối, thì mình sẽ gõ for vào đây, hoặc là mọi người có thể thay cái chữ for bằng số 0, sau đó nhấn OK, đóng ngoặc và nhấn Enter. Thì lúc này mọi người sẽ thấy là cái chức vụ giám đốc của mình này, ở đây là giám đốc là 500, thì phụ cấp sẽ trả về 500, phụ cấp sẽ trả về 500. Tiếp theo về phó giám đốc nhân viên, thì ở đây là mọi người sẽ thấy là TP của mình sẽ là 300 này, PP của mình sẽ là 200 này. Ví dụ mình ở đây mình thay bằng chức vụ giám đốc thì nó sẽ đổi cái phụ cấp của mình lại là 500, hoặc là ở đây mình đổi là NV thì mình sẽ được kết quả là thì ở đây mình sẽ đổi là PP cũng được. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là kết quả nó sẽ tự thay đổi tương ứng với cái chức vụ ở đây là PP, thì mình sẽ trả về kết quả là 200. Thì trong cái phần hàm VLOOKUP này mình sẽ có một cái lưu ý về cái phần cố định đối với cái vùng dữ liệu ở đây. Đây mọi người sẽ thấy là cái vùng dữ liệu của mình sẽ cố định từ vùng M10 cho đến N8. Bởi vì khi mà mình không cố định thì bây giờ mình sẽ xóa cái phần cố định nó đi, thì mọi người sẽ thấy cái sự thay đổi của cái
cái hàm VLOOKUP này. Đấy, từ khi mình kéo đi thì mọi người sẽ thấy là sẽ có một cái vài giá trị trả về kết quả NRENA. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là khi mình không cố định thì ban đầu vùng dữ liệu của mình sẽ cố định từ vùng M4 cho đến N8, nhưng mà khi mà mình không cố định thì nó sẽ thay đổi cái vùng dữ liệu của mình từ ô M7 cho đến N11. Thì đây là một cái phần lưu ý khi mà mình sử dụng ở trong cái hàm VLOOKUP này. Thì tương ứng với cái hàm VLOOKUP này thì mình sẽ có một cái bài tập ở đây. Thì mọi người sẽ gõ cái bài tập này vào ở phía file Excel của mình và thử làm lại xem có ok hay không. Nếu mà mọi người có được kết quả rồi thì có thể comment phía dưới những cái nội dung mà mọi người chưa rõ. Chúc mọi người thành công.